Chiều ngày 17 tháng 4, tại trường Trung học Phổ thông Lê Chân, Ban chấp hành Chi đoàn Thư viện tỉnh, Chi đoàn Phòng tham mưu Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an thị xã Đông Triều, Đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Chân phối hợp tổ chức chương trình Ngày sách thanh niên chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021. Tới dự có lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Ninh, Thư viện tỉnh, Phòng tham mưu Công an tỉnh, Công an thị xã Đông Triều và Thị đoàn Đông Triều. Tham gia Ngày sách thanh niên, 22 chi đoàn của Đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Chân thị xã Đông Triều đã thi trưng bày và xếp sách nghệ thuật. Bằng sự thông minh, sáng tạo và khéo léo, các chi đoàn đã sắp xếp những cuốn sách và thuyết trình các mô hình về lịch sử bảo vệ Tổ quốc, về cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chủ tịch, về các phong cảnh đẹp, công trình kiến trúc nổi tiếng của đất nước. Bên cạnh tuyên truyền chủ đề các giải pháp nâng cao nhận thức khi sử dụng mạng Internet của học sinh sinh viên, tại ngày sách cũng diễn ra giao lưu kể chuyện về Bác Hồ với chủ đề Bác Hồ tấm gương sáng về tự học. Các đoàn viên của Chi đoàn Phòng tham mưu Công an tỉnh, Chi đoàn Thư viện tỉnh và Chi đoàn Trường Trung học Phổ thông Lê Chân đã chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ, về đạo đức và lối sống giản dị của Bác, ngợi ca về Bác, về lòng yêu thương và đức tính quý báu, thanh cao giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thương yêu, chăm sóc thanh niên, thiếu niên nhi đồng của người. Thông qua những câu chuyện cảm động, chân thực về cuộc đời, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đoàn viên thanh niên về cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh, về tư tưởng cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tấm gương đạo đức phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay khi được tham gia ngày hội sách thì em cảm thấy rất là bổ ích. Và em cảm thấy là những ngày hội sách như này rất có ích, đặc biệt là đối với các bạn học sinh khi các bạn đang còn trong lứa tuổi phải trang bị thêm rất nhiều kiến thức để có đủ hành trang bước vào đời. Em cũng mong là có nhiều hơn những buổi ngày hội sách như này để khuyến khích văn hóa đọc thêm cho các bạn học sinh, đặc biệt là trong thời buổi công nghệ phát triển thì em thấy là chúng ta cũng không thể lãng quên được văn hóa đọc. Nhờ có ngày hội đọc sách ngày hôm nay thì thông qua những câu chuyện kể của mọi người về Bác thì em đã cảm nhận được sâu sắc về vị lãnh tụ vĩ đại này, và đồng thời thì cũng như là thúc đẩy cho bản thân em là phải cố gắng học tập để có thể xứng đáng được với những cái gì mà Bác Hồ đã cố gắng dày công để dựng lên đất nước ngày nay. Và em cũng mong là mong có ngày hội đọc sách ngày hôm nay thì các bạn thanh niên ở đây đều sẽ có tự rút ra cho bản thân mình một số bài học để có thể phát triển hơn và vì một xã hội tốt đẹp hơn. Đọc sách là một trong những cách thức giúp con người thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo. Thông qua hoạt động nhằm thúc đẩy đam mê, hình thành thói quen đọc sách trong thanh niên toàn thị xã, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và cộng đồng về tầm quan trọng, giá trị của sách, tạo thói quen đọc sách mỗi ngày. Đồng thời, gìn giữ những giá trị của sách, những nét đẹp truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa đọc cho thanh niên. Đồng thời, qua đây nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về luật an ninh mạng, đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong trường học, tạo niềm đam mê hứng thú đọc sách cho đối tượng học sinh. Đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện đoàn viên thanh niên các đơn vị được giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động đoàn gắn với công tác chuyên môn. Đối với ngày hội văn hóa đọc, các thầy các cô cũng như các em học sinh được thể hiện cái năng lực khai thác cái thông tin có ở trong sách. Việc đọc một cuốn sách sẽ trang bị cho các thầy các cô cũng như các em học sinh vốn kiến thức trong cuộc sống, không chỉ đơn thuần đó là kiến thức chuyên môn để trang bị cho cá nhân mình, mà đó là những kiến thức là hành trang để các thầy các cô có thể là trang bị cho chính bản thân mình cũng như là đối với lại cái vốn sống và cung cấp cho các em học sinh. Đây cũng là một cái môi trường mà để giúp cho mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và mỗi học sinh đều có ý thức tự học, tự phấn đấu vươn lên để hoàn thiện mình hơn trong sự nghiệp giáo dục riêng của cá nhân mình cũng như đóng góp chung cho cái sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Trong thời gian vừa qua, tình hình vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp.
và số lượng vi phạm ngày càng lớn, trong đó không ít có những vi phạm của là các em học sinh, sinh viên. Do đó, chi đoàn đã quyết định tham mưu tổ chức hoạt động này, thứ nhất để giúp nâng cao nhận thức của các em học sinh, và sau đây sẽ tiếp tục tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nữa tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh để giúp các em học sinh ở tất cả các lứa tuổi tiếp cận được những thông tin chính xác nhất về các quy định của pháp luật, cũng như các biện pháp để các em tự phòng tránh, nâng cao ý thức của bản thân trong việc hoạt động trên không gian mạng, sử dụng mạng Internet an toàn, lành mạnh và phục vụ chính xác cái nhu cầu của các em. Nhân dịp này, Chi đoàn Thư viện tỉnh, Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an thị xã Đông Triều đã tặng sách báo, tạp chí và sách pháp luật cho Đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Chân và tặng quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập.